Xem này, nó to quá, quá đã luôn anh em ơi. Giờ tôi sẽ dùng mồi bẫy màu đỏ này để làm mồi bẫy cá chỗ này, xong sau đó sẽ đến tắt nước bắt tụi nó. Nước vừa cạn là chàng trai lao xuống nước như hồ đó để bắt con cá to bự chản này. Mà công nhận con cá này to thật anh em nhỉ. Vừa thấy anh trai cầm lên thôi là tôi cảm thấy được sức nặng của nó rồi. Anh trai nâng lên nâng xuống để cảm nhận độ nặng của con cá à. Sau khi bắt được con cá to thì chàng trai liên tục bắt được những con cá nhỏ. Cá này phải cá lưỡi trâu không anh em, nghe bảo con này làm cá khô là ngon lắm. Có lẽ hôm nay là ngày may mắn của anh trai này rồi, đặt bẫy tắt nước ngay ổ toàn cá to. Đã thề khi chuẩn bị xách đồ về lại bắt gặp ngay con bạch tuộc đang núp trong đá. Con này cũng lì lắm, bắt ra rồi mà nó còn bám dính cục đá nữa.